giống bố mẹ nó như thế nào để cho bà con yên tâm và ống giống để chăn nuôi. Thì hôm nay mình sẽ với quay cận cảnh ốc giống bố mẹ, giới thiệu cho mọi người xem là cái mô hình ốc của bên mình, từ ốc giống và đến ốc con. Thì sau đây mình sẽ quay trực tiếp cho bà con xem nha bà con. Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình giới thiệu ốc giống của mình cho bạn xem. Ốc này khoảng 20 con ký hoặc có một số loại mười mấy con một ký nữa nha bạn. Ốc giống của mình. Ốc này mình nuôi trong dèo bạc nha bạn. Ốc giống thì rất là bóng bẩy ha, rất là mạnh khỏe, không có đống ghiêu đống gông. Ốc thì rất là to bự. Đó, giờ này 12 giờ trưa mà nó vẫn chơi vừa đùa vui vẻ ha, chứng tỏ ốc rất là mạnh nha các bạn. Để mình bắt cho bạn coi một con. Trứng vàng hết trơn ha. Vô mình làm động cho nó chìm hết trơn. Đây. 4 5 6 con. Năm con nha các bạn. Nhiều nữa thì cầm không hết ha. Đây các bạn coi ốc bố mẹ. Hiện tại được nuôi tại trại của mình. Bóng. Một chút xíu nữa mình sẽ giới thiệu ốc giống con cho bạn xem nha. Mình nuôi cái dèo bạc này cả ngàn con nha bạn. Do trời mưa trời nắng thất thường nó dơ quá nên mình không có lội vòng vòng. Đây đâu đâu cũng có ốc giống ha, rất là đẹp nha các bạn. Nhiều lắm các bạn ơi. Ốc này cũng dễ nuôi thôi. Mình nuôi trong cái bạc này. Đó các bạn thấy không? Ốc bóng, ốc ánh luôn. Nhìn cái vỏ nó đây bạn biết ha. Rất là mượt. Có ốc rất là tốt. Trong này mình cũng có thả cá nữa nha các bạn. Đây là ổ cá sặc của mình. Cá trong này cũng nhiều lắm. Thả cá vô cho nó ăn lăng quăng chứ không có cá vô là lăng quăng nhiều lắm. Cá sặc thì nó không có ảnh hưởng tới ốc đâu nha. Có một số con nhỏ này là một số con này là ốc đực nha các bạn. Mình thì thích cầm ốc cái thôi, nó to. Đây, nhiều lắm. Đâu đâu cũng có. Nó khỏe mạnh đàng hoàng. Cái này là bèo cám nha các bạn. Bèo cám này mình dùng để nuôi ốc con nha. Chứ nhiều quá thì mình cho ốc bự ăn tía. Cái bèo này cũng vậy. Mình dùng nó chỉ để nuôi bèo thôi, cung cấp cho ốc con ăn với cho ốc bố mẹ ăn.
mình vừa lượm được con ốc nó bò ra nha các bạn. Nó đi tìm chỗ đẻ mà nó không tìm được chỗ đẻ nó bò ra luôn đó. Mình bỏ xuống ao ha, mình không bỏ lên vô bạc nha. Nó ở trên bờ lâu quá nó khô nên nó không còn nước nó nổi nha các bạn. Đây, cái ao này mình thả ốc nè, để mình đi ra quay cho các bạn coi con ốc nha. Cái này là cái vèo vèo hoa dâu nha các bạn. Cũng nuôi đây để cho ốc ăn thôi chứ cũng không có ai ăn hết nha. Đây có một số con ốc bố mẹ nha các bạn. Rất là to nha. Ốc rất là tốt. Giờ này chưa nắng nó còn đi ăn nữa. Ốc nặng lắm nha các bạn. Có cả cái lóc con nữa. Đây, ăn rất là nhiều. Đây là một cái bạc nha bạn. Bạc này mình cũng nuôi bèo qua dâu nha. Giờ nó nổi bèo đầy bạc hết trơn rồi. Đây các bạn, giới thiệu bạn bèo qua dâu luôn. Dùng để nuôi ốc bố mẹ và ốc con nha các bạn. Còn đây là cái vèo đó mình nuôi ốc bố mẹ. Hồi mình có người được mấy con rùa thả vô đây. Bây giờ nó ăn cũng muốn hết ốc rồi. Cho nên mình để đây mình chưa thả cái gì nha các bạn. Chứ lại trong vèo này có mấy con gấu mông súng nha, để mình kiếm cho bạn coi nha. Đây, con nhái mình dùng để cho nó bỏ vô cho gấu mông súng ăn nha. Trưa này nó chắc nó trốn hết nên các bạn ơi, kia không gặp nó. Thôi giờ mình ra quay bắt ốc giống con cho các bạn xem nha. Đây thức ăn cho ốc mình chuẩn bị sẵn. Đây là cái hòn ốc của mình nha bạn. Ốc này con ốc lớn. Đây là ốc giống của mình. Đó, các bạn thấy không, toàn bèo qua dâu với bèo cám mà nhiều lắm nha các bạn.
đây tầm mười mấy ngàn, 20 ngàn con nha các bạn ơi. Ai có mua thì liên hệ cho mình nha. Mình đây bán ốc con, chỉ nuôi, hướng dẫn nuôi, hỗ trợ kỹ thuật nha, biết gì chỉ đó nha các bạn. Con rất là khỏe nha các bạn, nghe tiếng tích tắc tích tắc tích tắc là ngóc mình nó ăn đó nha. Nhìn con ốc này nó cũng hơi to nè, còn mấy ngóc nhỏ là nó mới nở nha bạn. Rồi, video cũng nhiều rồi, cảm ơn các bạn đã xem nha, mình xin dừng video đây nha.